棒。贝贝灯。ăn chưa nào? Cho con xin một phần sandwich, hãy cho con bánh sandwich này. Cho con xin một phần sandwich, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin một phần mì, hãy cho con đĩa mì này. Cho con xin một phần mì, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin nước trái cây đi. Con xin. Cho con xin ít trái cây đi. Con xin. Của bạn nè. Cho con xin một phần salad, hãy cho con đĩa salad này. Cho con xin một phần salad, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin một phần pizza, hãy cho con bánh pizza này. Cho con xin một phần pizza, rất cảm ơn thầy thân yêu. Giờ thì dùng tráng miệng nào. Con xin một phần kem với, hãy cho con xin ly kem này. Cho con xin một phần kem với, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin kẹo ngọt được không, hãy cho con xin một ít kẹo. Cho con xin ít kẹo được không, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin nước trái cây đi. Con xin. Cho con xin ít trái cây đi. Con xin. Của bạn nè. Cho con xin một phần bánh với, hãy cho con một phần bánh ngọt. Cho con xin một phần bánh với, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin một phần bánh với, hãy cho con bánh quy ngon tuyệt. Cho con xin một ít bánh quy, rất cảm ơn thầy thân yêu. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký